chào quý vị mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sáng nay, tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị lần thứ 15 khóa 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết tỉnh ủy quý 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy chủ trì hội nghị, đến dự có các ban xây dựng đảng trung ương. Ngoài việc thông qua tờ trình của ban thường vụ tỉnh ủy, trên hội nghị tỉnh ủy lần thứ 15. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được còn đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến tham luận thảo luận về các lĩnh vực, nhất là tập trung vào ba nội dung chính là tốc độ tăng trưởng GRDP, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại quá. Cũng tại hội nghị này, Thư ủy quyền của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Đình Cán đã quán triệt chương trình số 51 ngày 7 tháng 3 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 44 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông tin chi tiết của hội nghị tỉnh ủy sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình thời sự tối nay. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thành phố Tân An tổ chức hội nghị lần thứ 20 để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết quý 1 đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Tham dự có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Tân An Lê Công Đỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận tỉnh ủy Nguyễn Diệt Cường. Tổng thu ngân sách nhà nước trong quý 1, thành phố Tân An đạt được 186 tỷ đồng, đạt 22% dự toán tỉnh giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại đây, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng mô hình thành phố an toàn giao thông dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Tân An giai đoạn 2023-2025 Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hữu Tân An Lê Công Đỉnh đề nghị các xã, phường, đơn vị liên quan phải quyết liệt trong công tác thu ngân sách, vấn đề giải phóng mặt bằng tái định cư, trật tự đô thị, đồng thời tập trung thực hiện theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 15 năm thành lập thành phố, gắn với công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Tân An nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, cũng tại hội nghị, Ban tổ chức Thành ủy Tân An đã công bố quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc chuẩn y Phó Bí thư Thành ủy Tân An nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Võ Hồng Thảo, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An. Công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Hồng Thảo. Dịp này, Thành ủy Tân An cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Tân An nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 5 đồng chí. Liên đoàn Lao động quyền Cần Đức tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Trong 3 năm qua, các công đoàn cơ sở đã thực hiện 481 mô hình hay, cách làm hiệu quả để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan điều trị Liên đoàn lao động quyện kịp thời hỗ trợ công dân lao động tại các khu nhà trọ và doanh nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch với tổng kinh phí trên 4,3 tỷ đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện trao giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sở Khoa học Công nghệ tỉnh cùng lãnh đạo huyện Châu Thành đến tham quan các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn hai xã Bình Quế và Hiệp Thạnh. Đoàn đến tham quan mô hình trồng thanh long nhà lưới của anh Phan Phúc Thiện ở ấp Bình Sơn, xã Bình Quới. Đây là mô hình trồng thanh long nhà lưới đầu tiên của huyện Châu Thành, có diện tích 2 700 m vuông với 500 cốc trồng theo kiểu giàn. Cùng ngày, đoàn đến tham quan trang trại Nam Xuân tại ấp 1 xã Hiệp Thạnh của ông Nguyễn Xuân. Sau gần 3 năm xây dựng trang trại nhà lưới với kinh phí gần 10 tỷ đồng, giờ đây trang trại Nam Xuân không những mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo bộ mặt khang trang cho địa phương trong xây dựng nông thôn mới lãnh đạo quyền thủ thừa có buổi làm việc với đảng ủy xã Tân Long về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Theo đánh giá của xã, đến nay xã thực hiện đạt 15 trên 19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt nông thôn mới. Quyền đề nghị xã Tân Long cần tích cực quy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, y tế, giáo dục, thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân quyền Đức Huệ có buổi giám sát tại Hội nông dân quyền về công tác quản lý sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách quyền sang quỹ hỗ trợ nông dân năm 2024. Hiện tại, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân do hội nông dân quyện quản lý là 11 dự án có 49 hộ dây với số tiền 2 tỷ 110 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn tự ngân sách quyện bổ sung còn 8 dự án có 40 hộ dây với số tiền 1 tỷ 720 triệu đồng và 3 dự án có 9 hộ dây với số tiền 390 triệu đồng. Đoàn cũng tiến hành giám sát thực tế dự án dây giống trồng tranh ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Hòa Bắc và dự án dây giống chăn nuôi bò sinh sản ở thị trấn đồng Thành. Quyện Tân Thạnh tổ chức họp ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Tổng nguồn vốn thực hiện trong quý 1 trên 388 tỷ đồng, tăng trên 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Doanh số cho vay đạt trên 46 tỷ đồng cho 994 lượt hộ vay. Từ nguồn vốn tính dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, các đối tượng được dây để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, tổng trên số thu nợ trên 37 tỷ đồng. Thưa quý vị, dù đã gần 70 tuổi, nhưng với tinh thần dám nghĩ dám làm và sự chăm chỉ cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, bà Nguyễn Thị Lập, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ ở ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, đã mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chanh bông tím Bước đầu mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Nhận thấy mô hình trồng chanh bông tím ở quê nhà huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đang cho hiệu quả kinh tế khá cao. Năm 2022, bà Nạp đã bàn bạc với gia đình và thống nhất vay vốn thêm từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện với số tiền là 70 triệu đồng để tiến hành lên lếp chuyển đổi 4 hectare đất trồng đúa sang trồng hơn 1.000 cây chanh bông tím, sang 1.200 cây dừa. Chỉ sau hơn một năm, trồng cây chanh bông tím đã bắt đầu cho trái. Nhân tháng đầu năm 2024 đến nay, Bà Lạp đã thu hoạch được 3 đợt chanh với năng suất đạt hơn 14 tấn, giá bán từ 19.000 đồng đến 21.000 đồng tùy thời điểm. Tôi ở vùng đất này là vùng đất tôi làm chỉ có 2 vụ thôi. À, tôi thấy thì hiệu quả kinh tế của lúa thì nó cũng không đến đổi tệ, nhưng mà sự thật là mình mần có 2 vụ. Là tới tháng 8, tháng 9, tháng 10 là mình hết tiền rồi, mà tới kéo dài cho tới tháng 2, tháng 3 mình mới có tiền nữa thử ra tôi mới suy nghĩ ra cái cách lên giường làm đặng mà là mình thu hoạch quanh năm. Theo bà Nạp, chanh bông tím là cây dễ trồng, lớn nhanh và cho trái to, nhiều nước, năng suất cao, tuổi thọ từ 10 đến 15 năm. Và nhất là cây chanh bông tím này dễ thích nghi với các điều kiện môi trường thời tiết khác nhau. Sau khi thu hoạch xong, chỉ cần bón phân, tưới nước, tích cực chăm sóc, chỉ khoảng 20 đến 30 ngày sau, cây có thể cho thu hoạch các đợt tiếp theo mỗi tháng mình phải bón phân rồi mình theo dõi nó rồi mình xịt thuốc nó thôi chứ nó cũng không có khó khăn gì hết trơn á mà hiệu quả nó cũng rất là cao luôn hội liên hiệp phụ nữ xã thấy cái mô hình cô làm ăn là rất có hiệu quả thì trong thời gian tới hội cũng sẽ mạnh dạng uh, giới thiệu cho hội viên phụ nữ cũng như là tuyên truyền đến hội viên phụ nữ có cái ý định để mà chuyển đổi mục đích uh, uh, ruộng sang uh, trồng trọt uh, và bên cạnh đó thì, thì cũng tuyên truyền cho chị em đến uh, tham quan cái mô hình của cô để về áp dụng khoa học khoa học kỹ thuật từ hiệu quả bước đầu của việc trồng chanh bông tím, dự kiến thời gian tới, Bà Lạp sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích 6.000 m2 để trồng thêm 400 cây chanh bông tím, qua đó mở ra hướng đi mới về chuyển đổi cây trồng phù hợp với địa phương, góp phần cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trong thời gian tới. Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, tại dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất mức xử phạt nếu không đăng ký đất đai lần đầu cũng như việc sử dụng giấy tờ giả khi làm thủ tục liên quan đất đai. Theo đó, đối với trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, người dân sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng hai lần mức xử phạt nêu trên. Bên cạnh đó, hành vi sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 30 triệu đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng phương án đầu tư nâng cấp đường cao tốc từ 2 hoặc 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp liên tục lên đạt chuẩn cao tốc. Bộ Giao thông vận tải nhận định nếu có tiền đầu tư mở rộng như trên, dự án sẽ nâng cao hiệu quả đầu tư và năng lực thông hành. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn vốn nhà nước còn khó khăn, việc cân đối ngày 494.592 tỷ đồng ngân sách nhà nước để thực hiện trong giai đoạn hiện nay là khó khả thi, ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành 5.000 km theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng đã đề ra. Vì vậy, Bộ đề xuất mở rộng và nâng cấp trước 5 tuyến đường bộ cao tốc và xếp thành 4 nhóm ưu tiên với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Trong đó ngày 26 tháng 6 làm thủ tục dự thi, ngày 27, 28 tháng 6 tổ chức coi thi, ngày 29 tháng 6 dự phòng. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Sau đó các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 10 tháng 4, điện lực Đức Hòa tiếp nhận thông tin xảy ra cháy rừng tràm gần hành lang an toàn điện tại địa bàn xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngay sau đó, lực lượng điện lực Đức Hòa đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện dập tắt đám cháy tại khu vực hành lang an toàn lưới điện 22 kV. Tuy nhiên, tại khu vực sâu trong rừng tràm, phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận để khống chế được và đám cháy có nguy cơ cháy lan vào trong trực tiếp gây ảnh hưởng đến đường dây 110 kV Đức Lập Đức Hòa. Các đơn vị đã nhanh chóng chuẩn bị các phương án vận hành, xử lý các trường hợp sự cố trên hệ thống điện truyền tải nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện. Đến gần 22 giờ cùng ngày, đám cháy được kiểm soát hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ. Hôm qua, kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Bộ cử Quốc hội Hàn Quốc cho thấy Đảng dân chủ đó lập đang dẫn trước Đảng quyền lực quốc dân cầm quyền với cách biệt khá lớn. Với hơn 50% số phiếu được kiểm, Đảng dân chủ dẫn trước ở 153 quận huyện, trong khi Đảng quyền lực quốc dân dẫn đầu ở 97 quận huyện. Theo luật định sẽ có tổng số 300 ghế quốc hội được bầu, trong đó 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng. Trước đó, thăm dò sau bỏ phiếu của các đài truyền hình Hàn Quốc cũng dự báo Đảng dân chủ sẽ giành được khoảng 168 đến 197 ghế, trong khi Đảng quyền lực quốc dân chỉ nhận được từ 85 đến 111 ghế. Cử tri Hàn Quốc đã thể hiện sự quan tâm lớn đến cuộc bầu cử quốc hội khóa 22 lần này, khi tỷ lại cử tri đi bỏ phiếu sớm và trong ngày bầu cử chính đều đạt cấp mức cao kỷ lục. Dự kiến kết quả chính thức của tổng tuyển cử sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Washington của Mỹ, khẳng định liên minh giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ nhất kể từ trước tới nay. Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm kính kéo dài khoảng 2 giờ, tổng thống biden và thủ tướng kishida đã công bố việc tăng cường hợp tác quốc phòng chung cũng như phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa mới cùng với australia bên cạnh đó dự kiến hai nhà lãnh đạo cũng công bố kế hoạch thực hiện sứ mệnh không gian chung trên mặt trăng và các dự án hợp tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tổng thống biden đã khẳng định đây là sự nâng cấp đáng kể nhất đối với liên minh mỹ nhật kể từ khi được thiết lập về phần mình thủ tướng kishida cho biết Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ tiếp tục duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong ngày hôm nay theo giờ địa phương và tham dự hội nghị ba bên Nhật Bản, Mỹ và Philippines. Giữa lúc chiến sự tại Gaza vẫn đang nóng, đã có thêm một số nước bày tỏ sẵn sàng công nhận nhà nước Palestine. Trong ngày hôm qua, Australia và Ireland đã lên tiếng khẳng định điều này. Ngoại trưởng Australia Benny Wong cho biết, Canberra sẽ cân nhắc việc công nhận nhà nước Palestine. Trong bài phát biểu tại Đại học Quốc gia Australia, bà Wong ủng hộ phát biểu của người đồng cấp Anh David Cameron cho rằng động thái này sẽ giúp hiện thực quá giải pháp hai nhà nước. Đây được coi là sự thay đổi trong chính sách của Australia. Cùng ngày trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Ireland Michael Martin cho biết, Ông sẽ đề xuất chính thức lên chính phủ trong vài tuần tới về việc công nhận nhà nước Palestine khi các cuộc thảo luận quốc tế rộng rãi hơn hoàn tất. Ông cho rằng việc công nhận nhà nước Palestine có thể là chất xúc tác nhằm hỗ trợ người dân ở Gaza và khu bờ Tây, cũng như thúc đẩy sáng kiến hòa bình Ả Rập. Liên quan đến cuộc xung đột tại Gaza, Israel hôm qua được cho đã có sự nhận bộ trong quá trình đàm phán đang diễn ra tại Ai Cập về một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo đó, Israel đồng ý để người dân Palestine đang sơ tán lánh nạn được trở lại phía bắc dùng lãnh thổ này. Truyền thông sẽ tại dẫn các nguồn thạo tin cho yến. theo một lệnh ngừng bắn do phía Mỹ đề xuất, Israel sẽ cho phép 150.000 người dân Palestine trở lại phía bắc Gaza mà không cần phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh. Đổi lại, lực lượng Hamas sẽ phải chuyển cho Israel một danh sách gồm những con tin bị bệnh, con tin cao tuổi và con tin là nữ giới hiện đang bị lực lượng này giam giữ và còn sống. Hiện văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa bình luận về thông tin trên.